Chào mọi người. Hôm nay chồng mình lại qua và có mua hai món ở ngoài. Đó là món gà, món chân gà. Và món thứ hai, món chân gà là các bạn nhìn thấy rất là ngon. Và món thứ hai đó là thịt đã chiên, là món đặc trưng ở nơi đây và người dân Trung Quốc người ta rất là thích ăn. Nhất là món chân gà ăn nó chua chua, nó có chua chua và mặn mặn, rất là ngon và nó cũng không có cay nữa. Và món thứ hai đó là món thịt chiên á, chiên giòn á, rất là ngon. Đó là thịt nạc á, chiên giòn. Bé mình ăn rất là thích thú. Và các bạn có thể chấm với tương ớt để ăn. Và món chân gà bạn có thể làm ớt tỏi nè, xì dầu và giấm để tạo được vị chua và vừa ăn. Có thể bỏ một chút ngò nữa.